Đây rồi. À, chúng ta mua thử một chuỗi thôi, vì mặc dù FC nhiều nhưng mà bạn ấy gửi có một chuỗi thôi, cho nên là mình cũng không dám mở nhiều. Làm phát nào. Ta-da. Tính ra đây là cái gói mà ngon nhất từ cái lúc mà mùa TC ra, bởi vì mùa TC chúng ta thấy là mở ra nó toàn cái con gì đâu đấy, cho nên là đây là gói ngon nhất. Ok, chúng ta sẽ mở nhá. Phong cách nha, mở thẻ không màu không mùi. Làm phát nào. Ui, đi bộ nó còn GR nữa, lại luôn. Băng tay đen số 89. Ôi mở vào chữ phẩm đi cho nó nhân phẩm. Tám tám đi bộ. A màn. Chết rồi. Ít cô này không ngon bằng ít cô gà rán. Mở gói 88 ra đi bộ luôn. Nó vui tính vừa. À quên. Ta là thú môn này. Đù. Mẹ cái mấy thằng thủ môn này mặc quần áo nhìn giống icon thế. Ô. Bình GK rồi. Kinh nhớ chịu được. Cảm giác lại khủng khiếp. Moric. Sạc. Thế còn thua. Không có siêu phẩm đâu. Modric chỉ số 94. Rồi top 10 này thì Ba Lách à? Theo mình nghĩ là đừng có nhét Ba Lách vào. Mình nói thật, đừng nhét Ba Lách vào. Gira là ok rồi. Ơ được rồi. Thế đó. Thay Ba Lách bằng Messi, bởi vì Messi thì mình thấy là bộ chỉ số Messi vẫn ngon. Đá thì vẫn được. Sức khỏe thể chất các thứ tốt. Mà nếu không đá được thì làm phôi vẫn được chỉ số 96, chứ Ba Lách thì có 91. Ba Lách vài bữa nữa là nó đầy ấy mà. Ok. Ok đi. Ra hai con top 1 là được. Chạy là chắc chắn rồi. Lampard rồi. Đít to này thì chỉ có Lampard thôi. Gã béo Frankie. Zira nhìn nó đỡ to hơn Lampard tí. Lampard nhìn béo. Vật. Đu. Double. Vãi chưởng, nhìn thấy cái đít là biết rồi. Làm một đôi Lampard. Phác. Một gói chuỗi của bạn ấy, mở ra hai con Lampard. Modric, Neuer. 5 minutes later. Nào. Quả này nó phải ra TC. Lần trước là con Isco. Lần này nó phải là con khác. Ai. Cái đẹp. Gói 88 nó lại đi bộ. Cờ Ý. Số 19 Bonucci. Bonucci đẹp trai đấy anh ơi, nhưng mà nhìn có vẻ hơi toang. Ra các TC thì trâu hơn, nhưng mà chậm hơn. Rồi may quá không ra thủ môn rồi. Số 7 Raul. Yeah. Còn được. Raul là được rồi. Raul đá được đấy nhá. Đấy các bạn thấy không? Mẹ Raul 68 cân to đùng. Raul này to, tôi phải gọi là to hơn cả dâu béo luôn đấy, chứ không phải là to bình thường. Cảm ơn Tiến Lê. Đấy các bạn thấy Raul nó bị lỗi thể hình á. Mặt đẹp dai thì khỏi nói rồi, Chúa Nhẫn đẹp dai. Còn người to đùng. So với cái thông số của Raul thì Raul trong này rất to.
Địa chỉ shop ở khu đô thị Đại Thanh, nhà mình thì chỉ có mỗi một cơ sở đấy thôi. Đấy là nhà mình luôn, là cái chỗ mình đang ngồi stream luôn. Số nhà 16, dãy liền kề 4, khu đô thị Đại Thanh nữa nhé. Anh em có thể truy cập vào bellybowlstore.com là cũng thấy ngay địa chỉ nhà mình, số điện thoại có luôn. Mọi người qua trực tiếp được thì tốt quá, cứ alo trước khi qua, lỡ may lúc đấy mình đang đi ship hàng. Mở chữ vật thôi chứ còn gì nữa. Chạy là đúng rồi, huyền thoại Eusebio à? Số 10. Ê trời, nhìn cái đít là biết. Cơ bản là mấy ông này ấy, giày toàn đi giống nhau thôi. Huyền thoại thì giày toàn đi giống nhau, cho nên là phải nhìn vào cái bộ mông. Nhìn vào cái bộ mông, nhìn nó top top là biết là Eusebio. Cái đệt mẹ, kiểu đéo như vậy. Vãi gói. Khó đỡ ghê. Đủ. Lại cứ double nhỉ. Lại cứ double. Raul là con mà bạn đang đánh dấu để bạn mua. Thì mình đã mở ra cho bạn ấy rồi. Eusebio. À, bán cũng bán được. Nhưng mà toàn thế nhỉ? Double. Em hiểu luôn. Hiểu kiểu gì? Anh tham gia sự kiện vòng quay may mắn đi anh. Ờ có à, có à. 560 điểm. Tối đa là 560 điểm đúng không? Ok, mình thử quay cho các bạn xem. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ôi mẹ, ra 80 TC cùi đéo chịu được. Ra 5 có phải ngon không? Như cứt. Lại 80. Đèn nó chịu được. Nó lại còn 78. Vâng, xin thưa với các bạn là mình quay 3 lần nó đều ra gói cùi nhất. Cái đậu ván luôn. Nó đều ra gói cùi nhất trong đám luôn chứ mẹ này. Cùi nhất nhá. Sang đây nó lại cũng 80 TTGR. Cùi nhất nhá. Vòng quay vàng nó lại cũng cùi nhất luôn. Mẹ nó fuck. Đây rồi. Lấy lại nhân phẩm mát anh em nhỉ. Nó lại ra gói cùi nhất rồi. Thối nó chưa. Monty Clark. Xác nhận. Ít ra là ác này nó không thối như ác mình. Ác mình toàn gói cùi nhất à. Đấy, còn được ra gói 83. Hợp lý. Bữa nào anh đá bóng xong quay lại mang lên YouTube cho bọn em á. Ok ok. Thực ra là đá bóng thì phải có người khác quay, chứ là anh quay thì làm sao mà thể hiện được cái sự kỹ viện của bản thân mình. Ok, thử vào account của Ngọc mở mấy cái gói vừa rồi xem như nào. À, mình mở 3 cái gói mà mình lật được ở vòng quay may mắn. Xem nó ra cái gì. 3 con GR. Vâng, Zonzer Selvi. Cũng là đồ tàu khựa. Vâng, xin review cái vòng quay may mắn cho anh em. Là gọi là for fun thôi, vì hàng đấy là hàng free, nên chúng ta đổi FC thì chúng ta vẫn mua được nhiều gói ở trong cát shop. Nhưng mà đấy là hàng free. Cho nên là nó cũng không ngon lắm. Ok, được rồi. Mình xin phép anh em là mình sẽ tắt vài like ở đây. Chào và hẹn gặp lại anh em nha. Dự đoán về team Việt Nam A liệu có đi sâu như giải lần trước không? À, chắc chắn là sẽ phải đi sâu rồi. Đâm sâu lút cán. Cho dù là đá mà có thua toang hay nữa thì cũng được đá tới 3 trận đấy. Anh em yên tâm đi, bởi vì là giải lần này nó có là thể thức khác.
Thành ra là cho dù bạn có là người xếp thứ 8 trong 8 cái đội cuối cùng ấy thì các bạn vẫn được quyền đá 3 trận. Yên tâm, kiểu gì cũng đâm sâu lút cán, mà cũng biết có được giải gì hay không thì không rõ. Nhưng mà với những con người đi cùng đoàn mang đến đầy cái sự hứng khởi, ví dụ như là Hakumen hay là Vodka Quang thì anh em lo gì? Có những cái hậu phương vững chắc như vậy thì những cái Hoàng Hiệp, Thanh Tòng thì Bin Béo đá còn phải e ngại ai nữa. Anh em yên tâm nhé, không phải sợ. Sao hôm qua Hiếu không đi nhậu? Mình thì không biết lý do. Mình đoán là hôm qua có Tuyển Văn Hóa ở đấy, chắc là sợ thằng Tuyền nó đòi lãi suất đi Trung Quốc nên là không đến. Thực ra là cái đội offline mấy ông streamer thì mình đầu têu, có đệ tử Khang Lê nó xét kèo cho thì thoải mái. Mình là người chắc đi nhiều nhất mẹ luôn. Sau rồi đến Ninh DZ, dạo này du nhập thêm Vodka Quang với lại là I Love FIFA. Tuyền Văn Hóa thì là lần đầu tiên. Sắp tới chắc là tháng 2 lần.